Cùng nhau chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Chúng tôi sẽ không thể làm được nếu không có bạn. Và bạn cũng không thể làm được nếu không có chúng tôi. Chỉ khi có sự cộng tác bền chặt và sự tin tưởng lẫn nhau, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Sự tự do là điều chúng ta luôn hướng đến. Chúng tôi đối xử với mọi người như thể chúng ta là người trong một gia đình, luôn mang đến niềm hy vọng và sự ổn định. Các bạn được tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của bản thân. Đó là điều chúng tôi thực hiện cho tất cả các nhà phân phối trên toàn thế giới. Cha tôi và Jay, với sự hỗ trợ của một số tuyến dưới, đã thành lập công ty này với mục đích đơn giản là giúp những người làm việc chăm chỉ có cơ hội sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình. Một số nền tảng mà cả cha tôi và Rick tạo dựng cho công việc kinh doanh này đã thực sự tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi đang nói về những giá trị và nguyên tắc giúp gìn giữ danh tiếng và củng cố mục tiêu của chúng ta. Những điều này vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng ngày nay như thời của ngài Rick và Jay cách đây hơn 50 năm. Toàn bộ các giá trị tinh thần và cả tương lai của tập đoàn đều xoay quanh yếu tố con người và những mối quan hệ mà họ tạo ra. Chúng tôi có một thông điệp rõ ràng cho tương lai. Đó là tất cả chúng ta phải nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với người khác. Chúng ta cần gia đình. Chúng ta cần những người thân, những người vực dậy tinh thần và tạo động lực cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp kinh doanh. Bạn có thể làm được. Công việc kinh doanh của Amway giúp mọi người phát triển toàn diện khả năng của mình với vai trò là một cá nhân, một chủ doanh nghiệp và một nhà lãnh đạo. Chúng ta có chương trình tưởng thưởng cho những người tiến về phía trước. Và đồng thời chúng ta vẫn luôn hỗ trợ cho những người đang ở phía sau để chắc chắn rằng chúng ta hiểu họ và giúp họ vực dậy kinh doanh. Ý tưởng đó là tưởng thưởng tương xứng với sự nỗ lực. Kết quả đem lại thật đáng kinh ngạc. Mục tiêu của Amway đã và sẽ mãi là tìm hiểu xem chúng ta gặp gỡ bao nhiêu người và giúp đỡ được cho bao nhiêu người. Nhờ đó giúp họ có thể biến ước mơ thành hiện thực. Và bây giờ là nhà lãnh đạo của Amway, bạn có trọng trách giữ vững và truyền tải những giá trị và nguyên tắc này. Là những lãnh đạo mới, bạn đóng vai trò rất quan trọng để đạt được mục tiêu đó. Liệu chúng ta có đang sống với các giá trị này? Chúng được thể hiện qua hành động thái độ mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta phải làm được điều đó. Chúng ta đang hướng tới tương lai và cũng như trong quá khứ. Chúng tôi và các bạn sẽ luôn sát cánh cùng nhau. Nếu các bạn đang ủng hộ một việc gì và nói về một điều gì, các bạn cần tin tưởng vào điều ấy.